Thời gian qua, mô hình tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn tỉnh thể hiện vai trò đắc lực trong thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để kiểm soát dịch bệnh. Chính vì vậy, việc quan tâm đến chế độ, chính sách đối với lực lượng này là hết sức cần thiết để kịp thời động viên tinh thần cho lực lượng tuyến đầu tại cộng đồng dân cư, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong những người tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch ngay từ đầu khi dịch bệnh bùng phát, bà Trần Thị Thủy, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng, tổ dân phố Giáp Nhi, phường Hương Văn, cộng đồng được sự quan tâm, hỗ trợ về các chính sách của nhà nước và các thành viên trong tổ Covid-19 cộng đồng. Dù chỉ là công tác phí, nhưng cũng là niềm động viên tinh thần về các thành viên trong tổ Covid-19 cộng đồng. Nhờ có cái nguồn động lực của đó thì cũng bản thân cũng thấy rất là vui vẻ và phấn khởi, thì đã quan tâm tới cái tổ Covid cộng đồng, do đó là cũng cố gắng cùng với tổ Covid cộng đồng để hoàn thành các cái nhiệm vụ của trên giao, cũng như là góp phần để thúc đẩy cái trong công tác phòng chống dịch của địa phương. Một thành viên mà sự quan tâm của cấp trên đối với sự hoạt động của tổ phòng chống dịch cộng đồng thì cái đó điều đó là phải nói là anh em và trong tổ phòng chống dịch cộng đồng là vô cùng sung sướng. Với số tiền hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng trên một tháng là niềm động viên khích lệ với các thành viên trong tổ phòng dịch cộng đồng. Với họ, nó không chỉ là về vật chất mà còn có ý nghĩa về giá trị tinh thần, giúp họ nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Các thành viên trong tổ Covid-19 cộng đồng nhận thấy công việc của tổ có ý nghĩa, nên dù không được hỗ trợ kinh phí, họ vẫn sẵn sàng tích cực tham gia. Bằng tinh thần trách nhiệm, các tổ Covid cộng đồng thực sự là những cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch ở địa phương. Có cái sự quan tâm của nhà nước thì trong tổ Covid cộng đồng cũng là xin ghi nhận và để mà cũng tạo điều kiện cho anh em đi lui lại để mà hoạt động trong cái tổ Covid cộng đồng, trong tổ dân phố đó. Thì đây là một cái điều mà nhà nước khích lệ, thì cũng trong tổ Covid cộng đồng cũng xin ghi nhận và cảm ơn nhà nước cũng đã tạo điều kiện cho anh em đó. Vì do đó không phải là từ cái vấn đề đó mà anh em chúng tôi trước đấy cũng có cái đó cũng tốt, nhưng mà không có thì cũng tốt thôi. Nhưng anh em tôi cũng rất nhiệt tình trong cái công tác này, mà nếu hôm nay có thì là đó là cũng tạo điều kiện để cho anh em tôi đi hoạt động. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phù hợp với cơ quan y tế trên địa bàn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn giám sát về hoạt động của tổ và hỗ trợ khoản kinh phí hoạt động theo mức quy định đối với các tổ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo cũng đã trình Ủy ban cũng như hội đồng để ban hành một số cái chính sách hỗ trợ cho các thành viên của tổ phòng chống dịch cộng đồng trong cái thời gian tới, để làm sao có thể đảm bảo cái điều kiện tốt nhất cho các thành viên của tổ phòng chống dịch cộng đồng trở thành một cái nhóm để có thể hoạt động hiệu quả. Ngoài ra thì có một số cơ chế chính sách hỗ trợ trực tiếp, thì hiện nay chúng tôi đang đề nghị Sở Tài chính trên cơ sở tiến hành rà soát thì có cái ban hành chế độ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các thành viên. Sự tham gia tích cực của các tổ Covid cộng đồng đã góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân và tạo lá chắn ngăn ngừa dịch bệnh hữu hiệu cho mỗi cộng đồng dân cư. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của những thành viên trong các tổ Covid cộng đồng xứng đáng được quan tâm, động viên trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.